Thưa quý vị, mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã giúp hàng trăm nghìn người cao tuổi tham gia và được hưởng lợi thông qua vốn vay từ câu lạc bộ để gia tăng sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao vị thế của hội người cao tuổi. Tăng thu nhập cho người cao tuổi là một trong những hoạt động trọng tâm của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Với 115 triệu đồng trên một câu lạc bộ để làm vốn vay tăng thu nhập cho thành viên, câu lạc bộ hỗ trợ cho các hội viên khó khăn vay vốn để chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ, buôn bán nhỏ, phát triển kinh tế, tạo quỹ tiết kiệm cho các hội viên có điều kiện đóng góp để cho các hội viên khó khăn hơn vay với lãi suất thấp. Đồng thời, ban chủ nhiệm câu lạc bộ tích cực truyền thông phù hợp với điều kiện của từng hội viên, giúp hội viên có thêm kiến thức, kỹ thuật mới, tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập, tổ chức cho hội viên đi tham quan các mô hình chăn nuôi trồng trọt có hiệu quả kinh tế cao. Từ đó, nhiều mô hình kinh tế được bà con thực hiện. Điển hình như mô hình nuôi chim giống của ông Trần Cư, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Công việc này không chỉ phù hợp với sức lao động của người lớn tuổi mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Có người họ cũng từ cái chỗ khó khăn, mà ví dụ như họ vay vốn, về rồi buổi sáng là hai vợ chồng nhà chưa cũng bán được mấy chục ổ mì hay là khoảng 5-7 lít sữa đậu nành, nó cũng có một cái thu nhập để khác hẳn với cái hội trước kia. Câu lạc bộ chúng tôi là cho vay là các cái hội các thành viên ấy là từ 5 triệu cho đến 7 triệu đồng. Đấy, và trong 6 tháng một năm rồi là 18 tháng thì cái đây là sau khi được ấy thì khi làm ăn phát triển rồi thì đến nửa giai đoạn ấy thì chúng tôi sẽ thu hồi lại vốn và tiếp tục với là cho các cái thành viên khác trong câu lạc bộ là vay để tiếp tục là phát triển kinh tế rồi là cải thiện cái đời sống của bản thân cũng như là gia đình các cái thành viên trong câu lạc bộ. Mặc dù số vốn vay không lớn, chỉ từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi hộ, nhưng với sự cần cù chịu khó, người cao tuổi đã tận dụng hiệu quả nguồn vốn và phát triển kinh tế gia đình. Cái việc mà vay vốn để tăng thu nhập này, thứ nhất là tăng thêm cái khả năng thu nhập nhỏ của từng thành viên câu lạc bộ lớn tuổi, không có cái thu nhập nào khác. Thứ hai là để động viên về cái tinh thần để cho các cụ cố gắng trong cuộc sống, sống lâu, sống khỏe, sống bền và các con, các cháu giúp ích cho xã hội. Với cách tiếp cận liên thế hệ, dựa vào cộng đồng và tự giúp nhau, câu lạc bộ đã trực tiếp tạo cơ hội cho người nghèo, cận nghèo và người thiệt thòi, nhất là người cao tuổi, nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và cộng đồng.